Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Video này lại tiếp tục giới thiệu đến cho các bác một cái mẫu xe đẩy hàng 3 bánh. Con này thì cũng có chiều rộng ngang là 70, chiều dài thùng là 1m25, chiều dài ra đến tận đuôi này là 1m4. Xe sử dụng vanh tay, đồng hồ báo điện này. Có phanh dừng hãm này, bệ để chân này. Con này là đứng lái, tuy nhiên khách hàng về nhà có thể hàn ghế ngồi, hàn vào đây ra một cái ghế ngồi, cho nên là rất đơn giản, không có vấn đề gì. Hoặc là khách nào có nhu cầu làm ghế ngồi thì bên em sẽ làm luôn. Đây là phần thùng ắc quy, trục cầu này. Con này thì có tốc độ nhanh nhất khoảng 10 km/h và tốc độ chậm nhất là khoảng 5 km/h. Sử dụng 3 bánh là đều bánh đặc hết. Đây, bánh đặc 400-8. Bánh đặc thì có đường kính là khoảng 38-40, bản ngang là 10. Con này thì có tải trọng khoảng 1 tấn trở lại. Ắc quy thì tùy theo tải trọng có thể đi trong ngày, nếu đi nhẹ. Khung gầm rất là chắc chắn. Hệ thống xe khá là đơn giản, cho nên con này giá thành nó cũng tương đối rẻ so với lại thị trường. Đấy, con này rất là rẻ các bạn ạ. Bàn để chân có thể gập ngả này. Đấy. Sàn cao 45 cm, sử dụng hệ thống 4 ắc quy 20A. Đây, hệ thống 4 bình 20A này. Đấy, cho phép các bạn đi trong ca làm việc là rất dư giả. Trong một ngày làm việc liên tục. Ở trên này là hệ thống tiến lùi này, công tắc tiến lùi. Đây là 3 số. Số này số nhanh nhất, số vừa và số chậm nhất. Lái thì cũng rất là dễ lái thôi, chú ạ. Điện báo này. Đấy, đây là hệ thống đồng hồ đèn báo. Đây là đồng hồ có báo điện này. Cái này là chống nước mưa các bạn nhé. Đồng hồ này chống nước mưa nhé. Lớp mica này phủ kín mặt đồng hồ thôi, nước mưa không sợ luôn. Đấy, tất cả đều rất là kín. Bánh đặc luôn. Bánh này cũng là bánh đặc này. Bánh đặc đường kính 25. Thì mọi chi tiết xin liên hệ 0966 818 955. Con này đứng lái. Nếu mà muốn ngồi lái thì chỉ cần hàn một cái chỗ để ngồi giống như của Yên xe đạp ra đây, tùy theo chiều cao yêu cầu. Đấy, rất là đơn giản. Phanh thì sử dụng phanh tay. Phanh này là phanh dừng đỗ này. Đấy, muốn nhả thì chỉ cần bấm cái nút này lên là được. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Bẻ hết cần lái vào.